Thưa quý vị, mới đây công an thành phố Huế vừa cho biết, qua công tác tuần tra đêm, công an phường Phú Thượng đã phát hiện bắt giữ Trần Quốc Hoàng và Huỳnh Thị Thảo cùng trú tại thành phố Huế, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sau những giây phút đã truy bắt gay cấn. Theo đó vào lúc 0 giờ ngày 31 tháng 1, tổ công tác công an phường Phú Thượng tuần tra tại tuyến đường Phạm Văn Đồng thì phát hiện Trần Quốc Hoàng sinh năm 1991, điều khiển xe mô tô chở theo Huỳnh Thị Thảo sinh năm 1993 có những biểu hiện vi phạm pháp luật. Tổ công tác yêu cầu dừng xe nhưng Hoàng tăng ga bỏ chạy. Đồng thời Thảo ngồi sau lấy hai gói ni lông bên trong chứa khoảng 80 viên nén màu hồng từ túi áo của Hoàng ném xuống đường nhằm à, mục đích là che giấu hành vi phạm tội. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến địa chỉ 249 Phạm Văn Đồng thì khống chế bắt giữ được Hoàng và Thảo thu giữ trên người hai người thêm 10 viên nén màu hồng. Bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ số tăng vật trên là ma túy hồng phiến. Hiện công an thành phố Huế đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng và Thảo để điều tra mở rộng vụ án.